Con máy số 2 đây. Đổ đi em ơi. Như mới luôn. Sợ thật đấy. Không có một tí khói nào luôn nhá. Êm như xe con luôn. Đấy, lắp cái cục điện đấy vào xin nhá. Êm như xe Honda luôn. Nguyên zin hết à. Sao chưa có một chóc một tí sơn nào luôn nhá. Như máy mới luôn nhá, cái à. Cái bô xả này còn chưa bị gì này. Ra gì em? Quá êm luôn. Ghê gớm luôn đấy. Không có một tí đâu đổ hơi là luôn nhá. Quá chất như máy mới. Mới thật. Mới khủng khiếp luôn đấy. Ra mạnh nha, đây lấy chưa. Quá chất. Thôi đâu rồi. Ôi, kinh điển luôn. Máy này đúng là chê lốt, tốt giờ là một chỉ có đi mua máy mới rồi nhá. Vừa rồi em vừa test lổ xong siêu phẩm Giang Ma 498, con máy cắt, con máy số 2 trong đơn hàng, hai con máy cho anh Tuấn ở Bến Tre nhá. Máy lổ như xe con luôn, êm du luôn, không có một tiếng động nào luôn, không khói, không đổ hơi. Thực sự là nó quá đẹp và quá sao xuyến lòng người luôn anh em ạ. Đây, kinh điển không? Nhìn đây này. Chưa có một vết cà lê luôn nhá. Tất cả tổng thể con máy là toàn thân là chưa có một động chạm một cái gì luôn. Đây là anh em xem này. Đây là tất cả nguyên zin hết này. Sợ không? Kinh điển luôn. Một quá đẹp. Đây, những cái này. Máy mới không nhìn những cái này, nó còn chưa bị mất cái tí nào này anh em này. Sợ không? Kinh điển luôn đấy. Sợ quá. Đây anh em xem đây nhá. Kinh điển không? Đây, hai bên giải lốc phải đen xì đen nhánh luôn. Máy nó chạy cực ít luôn nhá. Đây, turbo nguyên zin này, như mới này. Đây, turbo chưa tháo ra bao giờ nhá. Nếu mà một cái máy chạy nhiều thì ít à, cái bô xả thôi, cho chưa bị rỉ này. Kinh điển không anh em? Con này là vòng tua của nó là cái động cơ máy cắt này, vòng tua của nó bao giờ nó vẫn cao hơn động cơ máy cơ giới nhá. Động cơ máy cắt của nó là 2400 rồi anh em ạ, 2400 rồi. Và nó rơi vào tầm 75-80 PS. Lòng của nó là 98, nó vẫn như máy cơ giới và lòng thì vẫn như nhau anh em ạ, nhưng nó khác là tua chậm tua nhanh thôi. Con này là máy đời cao rồi. Và nó có turbo nhá. Bên cơ sở em thì rất là nhiều máy này, đủ các loại luôn, phục vụ cho tất cả anh em luôn nhá. Anh em mua buôn mua lẻ lúc nào cũng có tất cả các loại máy nhỏ máy lớn. Em sẽ đăng video lên kênh, nếu mà anh em có xem được ấy thì hãy cho em một cái lượt đánh giá bình luận về hình thức bên ngoài và chất lượng tiếng nổ của cái con máy số 2 này nhá. Đây. Và đặc biệt nữa là nếu mà cái video anh em xem được ấy nó chưa đúng với cái nhu cầu sản phẩm mà mọi người đang tìm kiếm ấy, thì anh em hãy ấn vào ô tìm kiếm trên góc màn hình điện thoại hoặc là góc màn hình TV của mọi người, vào cái phần mềm YouTube này, TikTok này, Google này, tìm kiếm là động cơ ô tô ông Thịnh nhá. Và cho nó sẽ ra đầy đủ bốn cái cơ sở của em, có đầy đủ tất cả các loại động cơ xe tải,
từ tải trọng nhỏ đến tải trọng lớn, các loại động cơ xe thùng này, xe ben này, các loại động cơ máy múc, máy đào, máy công trình, máy tàu thuyền ra biển đánh cá này, múc cát, máy gặt, bơm máy gặt, các loại cầu nhỏ, cầu to, số nhỏ, số to nhá. Tất cả đều là hàng nghĩa địa đẹp hết, giá cả hợp lý nhất cho tất cả mọi người. Anh em cần tư vấn gì thì cứ gọi điện cho em, lúc nào cũng sẵn sàng tư vấn miễn phí cho anh em. Và đặc biệt nữa là nếu mà máy móc của anh em hỏng hóc nó chưa nhiều ấy, anh em cần mua cái đồ để thay thế cho con máy của mình mà muốn mua đồ chuẩn ấy, đồ xịn đi theo máy ấy, thì mọi người hãy lên chụp ảnh gửi mẫu qua Zalo cho em là em đều có thể tháo ra và bán được cho mọi người nhá. Vì trong những ngày qua em bán được rất là nhiều đơn đồ vặt gửi đi khắp các tỉnh trong cả nước luôn. Vì không ngờ cái nhu cầu mua đồ vặt của anh em lại nhiều như thế. Vì có những anh em người ta bảo là em ở xa em không biết chỗ bán đồ mới, không biết chỗ nào bán cả, hoặc là ở đây người ta không có đủ đồ. Nói thật với anh em là em đủ các loại máy xe tải, xe ben luôn. Trong những năm tháng mình buôn bán đây, củ các máy móc đây thì mình đổi các được thì có những cái đồ gì còn dùng được tốt mình để lại, còn những cái đồ gì không dùng được thì mình bán sắt vụn, bán đồng lát đi thì những cái đồ đi theo máy nó rất chuẩn nha anh em nhé. Những cái anh em mà thợ lâu năm người ta sẽ hiểu, chỉ người ta chỉ thích mua đồ bãi thôi, đồ cũ thôi. Vì thế mà anh em nào cần thì cứ alo cho em. Và đặc biệt nữa là nếu mà anh em có mua hàng ở trên mạng ấy, phải tìm hiểu thật kỹ cái cơ sở mình đặt tiền mua hàng nhá, để tránh những trường hợp rất là nhiều anh em người ta không có cơ sở đàng hoàng, người ta không làm ăn uy tín. Khi người ta nhận tiền cọc của mọi người thì người ta chụp ảnh và gửi video một cái sản phẩm rất là tốt, nhưng khi gửi vào thì lại một sản phẩm không đúng. Bây giờ nhiều anh em bảo em không lấy thì mất tiền cọc, mà lấy vào thì ôm phải con máy dở. Thực sự là ở video là em cũng nói là chỉ muốn bảo vệ cái quyền lợi của khách hàng, và cũng nó cũng liên quan đến em nữa. Vì em là người bán hàng trên mạng mà bây giờ và khách hàng người ta gặp những trường hợp như thế nhiều thì chắc chắn là người ta sẽ mất lòng tin vào những người bán hàng trên mạng, thì lần sau người ta sẽ không muốn mua nữa. Thì chắc chắn là mình sẽ bị ảnh hưởng đến doanh số bán hàng, mà thực tế là trong mình làm ăn rất là uy tín và có cơ sở đàng hoàng, mà vì một số thành phần người ta không làm ăn chuẩn chỉ thì mình bị ảnh hưởng thì rất là đáng tiếc và rất là bực. Vì thế ở video nào cũng nhắc nhở mọi người. Một lần nữa xin chân thành gửi lời cảm ơn anh Tuấn nhá, ở trong Bến Tre đã tin tưởng và ủng hộ mua hàng bên cơ sở em. Chúc cho anh mua hai con máy của em về sớm bán hết nhá. Máy đẹp như này thì không bao giờ sợ anh em ạ. Cảm ơn tất cả các quý khách hàng đã tin tưởng và ủng hộ, và dành ra những cái thời gian quý báu của mình và để xem và theo dõi những cái video mà em ra nhá. Nó em làm video nó hơi dài, nói hơi nhiều, mong sao anh em có thể cố gắng xem hết nhá. Thực ra là mình cũng chỉ muốn nói những cái lời mà làm sao để mang lại cái quyền lợi và lợi ích cho khách hàng thôi. Anh em mua hàng bên cơ sở động cơ ô tô Hưng Thịnh được kiểm tra hàng trước khi thanh toán hết tiền nha mọi người nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người nha. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo nhá.